Bữa nay mưa quá trời, mới mua được miếng cây su đặt tre nè. Quá trời mưa. Cây này cắm thêm sợ mưa giông. Bữa nay mưa quá trời luôn. Dột tùm lum hết trơn, mấy chỗ ngủ, chỗ nấu cơm gì. Hôm nay mua được miếng cây su căng lên nó cũng đỡ. Tối nay chắc nó đỡ đỡ một chút. Che được cái giường với chỗ nấu cơm là được rồi. Che được cái giường. Nghe chỗ nấu cơm nó hơi dột nữa. Che ở trong mà leo lên trên thì sợ nó mục ton. Nó ton nó bị mục muốn sụp rồi leo lên nó lại sụp luôn. Đứng đây con, cũng sắp chưa làm rồi nè. Chưa làm rồi con, đứng đây. Chưa rồi coi. Alo. Dạ anh nghe nè. Rồi sao che xong chưa? Dạ mới vừa xong. Bớt mưa chưa? Dạ cũng hơi râm râm, còn râm râm bớt mưa rồi. Trời ơi, thấy mấy đứa làm thấy anh cũng hồi hộp nữa. Dạ. Nhưng em cũng mới vừa che xong mà cũng nó chưa nó cũng mới tạm tạm mà. Tại mưa quá hơi rung rinh quá em cũng hồi hộp.
hình như là cũng che hơi thấp phải không? Em đứng xa xa anh coi cái coi sao thấp thấp chủng vậy? Dạ tại cái nhà nó mục hết trơn rồi, mình không có dám leo cao á anh, leo nó sàn qua sàn lại dữ lắm. Đứng xa xa ra chút coi, đứng xa xa ra chút anh coi coi. Thấp vậy thì buổi tối với buổi ngày nực sao chịu nổi. Tại nó mục hết trơn rồi, em không có dám leo lên tới trển. Ừ, không dám leo cao. À thì cũng được. Hả? À, thì cũng được. Sao sẵn được gì à đợi. sẵn không mua miếng lớn lớn thêm chút mà mua lớn miếng nhỏ ép vậy? Đây thế chiều mưa quá rồi đi không được, em này người ta không biết nhiêu thước nên cũng mua đại nữa. Còn có nhiêu đó hả? Cỡ để mời em chạy mua thêm chứ mình cũng không có tại nó trước này nó đỡ hơn hay sao, quan trọng hay sao nó dột dữ lắm anh. Dạ chỗ có giạt nó dột dữ lắm. Đâu giỏi chỗ rạc cả giạt anh coi coi. Lên con lên trên kìa. Ủa vậy em che hai miếng hả? Che hai miếng hả? Dạ. Che hai miếng hai 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 chỗ hả? Dạ bây giờ mình trước mắt mình che che anh chứ trên này trước rồi ngày mai mình chỉnh mình mua thêm che mấy ngoài này nữa nè, để em quay 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 camera sau lại cho anh coi cái chỗ. Nay mưa cả ngày luôn hả? Dạ mưa từ sáng tới giờ. Rồi bởi vậy. Rồi vậy nè. Rồi, chờ anh chờ chút á, chờ chút anh quay cái máy bên đây. Đúng rồi, nhìn nhìn gia đình em đúng anh không biết nói làm sao luôn. dạ mưa bữa nay mưa tầm đá vừa mưa vừa dông nguyên một ngày luôn, trời nắng thế em không cũng nói. giờ cũng cái mưa quá em cũng chạy đi kiếm cây cũng được, cũng tạm tạm quay được mấy cái triệu cho nó đỡ đỡ gì nè anh, tại nó hơi tối quá nè, à chống đó rồi ha, chống lại rồi ha. Mà chống lại nè, mình buộc lại mình chống lại vậy nè, nó hơi tối quá đó, buộc ngang vậy luôn lại nó chiếu cho nó chiều gì ngang vậy nè. Rồi lấy đèn pin chiếu anh coi coi sao trống như nhỏ xíu vậy. Tại mưa quá mình chưa kiếm được mấy cây bự á, giờ tạm thời trước mắt kiếm mấy cây nhỏ sáng em đi kiếm làm thêm vậy đó. Tại hôm nay mưa dông dông với một ngày nay luôn. Vậy là em chịu chịu cả một cái cây trống rồi chịu cái cây ngang nữa hả? Dạ, mình chịu cái chống nó chổi qua chổi lại về cho nó cứng nè. Đó. Rồi mình buộc cái cây ngang qua vậy nữa. Như vậy nữa nè. Rồi em chịu qua ngầm mơ chổi qua cho nó cứng vậy Em phải cây đó. Chổi trống, mấy cây chống. cây trống em phải kiếm cây có bự bự một chút chứ cây trống nhỏ ép để đâu có hiệu lực gì. Dạ mà tại bữa nay nó mưa nó dông quá mình không đi ra túc hay sao được anh, nó dông quá trời dông rồi. Dạ rồi mình đi xung quanh mình kiếm mấy cây sắt rồi nọ mình chịu đỡ đỡ, mời em kiếm em làm thêm nữa ảnh luôn nè. Coi có cái hình gì đó, có em có cái hình gì đó. Hình gì ở đâu anh? Đó đó có hai cái hình đó, có cái hình đó. Hai hình này hả? Hình hình gì đó. Hai hình chúa. Hình hình mẹ hình 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 mẹ bồng con á. À vậy trước trước đó là của chủ nhà kia hả? Dạ, đó là bên nhà kia, bên Của chủ nhà kia. À bên cái cửa sổ của mình. cửa sổ người ta. Dạ Thôi có mẹ đổ cho em đó. dạ Rồi cả nhà leo lên giường vậy đó ha. dạ Sao không treo cái bóng đèn ở giữa nhà cho nó sáng mà treo bên mé vậy? Tại mưa quá rồi dây nó chưa có tới nữa. Kéo được tới đây rồi với mưa nó dông quá trời dông á, trưa chiều á bị đứt xuống đó anh. Em leo lên bục cao su á nó hơi em tháo xuống đổ dưới đây nè. Nãy mai ba đứa lên võng nó ngủ đưa ba đưa lại đứt cái võng luôn rồi. Đúng rồi, người ta hay gọi là nghèo mắc cái eo. Em
Em để cái máy cho Yên coi, em rọi vô vợ con em để cái máy vô Yên anh chụp tấm hình coi. Rồi để vậy ha, anh chụp tấm hình ha, nhìn qua đây nè. Cả cả mấy mẹ con nè. Mấy đứa ơi, mấy đứa con ơi, nhìn qua đây nè con. Mấy đứa ngồi dậy nhìn vô đây nè, bác chụp tấm hình nè. Không đi. Không không ngồi nhìn cho bác chụp hình nè. Bác chụp tấm hình bác gửi cho cho SOS. Alo. Bác chụp tấm hình để gửi cho bên hội SOS nè. Đâu rồi? Mất sóng trơn rồi. Rồi ok, rồi tắm rửa thì nghỉ đi. Dạ, mới vừa xong luôn em, chưa mới vừa xong cái thời Rồi thì anh thấy vừa làm vợ. xong mới Anh thấy vợ em gửi qua cho anh nhìn cái cảnh anh thấy cũng thấy hết hồn, sợ mưa lớn quá rồi đôi khi em phải cẩn thận một điều đó là mưa nó lớn nó vô cái miếng cao su kia đó em thì bắt buộc là nó nặng, mà nó nặng thì nó kéo cái chỗ mà cái múi múi cột của em xuống đó. dạ Nó sẽ kéo cái múi cột của em xuống nên là em phải cẩn thận cái điều đó. dạ Đỡ thì có nhìn em nước. bữa em trời hôm nay view từ sáng tới chiều tối luôn, không đi đâu được, em kiếm được vòng không được, cái dầm mưa viên ngày nay kiếm cây kiếm tối chổi đi làm nó hơi kiên cố một xíu, nhưng nó chất lượng xíu Coi chừng cái nước trũng em, xíu đại khái là nước nước nó dội xuống ở mấy cái miếng 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 mủ đó, nó trũng là nó nặng, nó kéo cái nhà xuống á, em phải cẩn thận cái điều đó. dạ Thấy nó trũng thì em dạ phải phải đẩy nước đi. em bị nặng máy xéo cho nó chảy xuống á, cho nước nó chảy xuống. Rồi ok vậy nha. Túng Vị xin chào các cô chú và các anh chị thân mến. Kính thưa quý vị, cho phép Túng Vị đổi cái nón chút xíu bởi vì là mới nhờ bà xã hớt cho cái tóc á mà hớt lỡ nó trủi lủi à, đằng trước này làm giống như là cái ông hói vậy đó, lỡ tay làm một miếng à. Vậy cho nên là Túng Vị ngại quá, Túng Vị xin phép đổi cái nón cho nó che bớt đi. Người ta hay nói là tốt thì khoe mà xấu thì che quý vị ha. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem qua cái đoạn video của hai vợ chồng và 6 đứa con đang còn loay hoay che chắn vì trời mưa. Thấy thấy cũng tội, thấy đúng thật sự là không biết nói làm sao về cái hoàn cảnh này, nên là Tuấn Vĩ cũng có cảm xúc nên Tuấn Vĩ sẵn cập nhật cái video trong buổi tối này luôn, vì thường thì là giờ này không phải là giờ Tuấn Vĩ đăng video nhưng mà do cũng có cảm xúc thấy tội nghiệp quá Tuấn Vĩ đăng luôn. Thì thưa quý vị, tính cho đến ngày hôm nay thì Tuấn Vĩ nhận được thêm một số tiền khoảng chừng 32 triệu. Thì Tuấn Vĩ đang còn tính nhẩm nhẩm chứ chưa tính cụ thể. Thì trong khoảng 32 triệu đó thì của những mạnh thường quân như sau. Tuấn Vĩ xin cập nhật danh sách. Đầu tiên là của sư cô Hạnh Nguyện ở Mỹ 100 đô. Rồi bác Diệu Tình cũng là bạn của sư cô là 100 đô nữa là 200 đô. Bên cạnh đó là của cô Oanh cũng ở Mỹ 100 đô. Rồi của chị Xuân ở Mỹ 5 triệu. Rồi của chị Hoa Phạm 1 triệu. Rồi của chị Nguyện ở Canada, Chiến Nguyện ở Canada 500 đô. Nhưng mà gửi từ hôm đó nay mà không biết sao nó trục trặc cái gì mà Tuấn Vĩ chưa nhận được 500 đô này, mà 500 đô này là đô đô Canada, là của anh chị Chiến Nguyện, gửi 4 5 ngày nay, là từ cái hôm Tuấn Vĩ thông báo đến nay mà Tuấn Vĩ chưa có nhận được. Rồi của chị Yến ở quận 7 500 ngàn, của chị Hoa Phạm ở Mỹ 100 đô, rồi của cô Hương 1 triệu, của anh Peter Hoàng Vũ 3 triệu, của chị Trung Huỳnh 100 đô, rồi của em Nhung ở Bà Rịa Vũng Tàu 4 triệu, của một người giấu tên 2 triệu 455 ngàn 500 đồng, của chị Trần Thị Yến Nhi 500 ngàn, của cô Khanh Ôn hoặc là Khánh Ôn ở Mỹ 2 triệu, rồi của cô Tuyết Đoàn ở Mỹ 100 đô, rồi của anh Hợp Nguyễn ở Mỹ. Anh Hợp Nguyễn này bao nhiêu ta? Anh Hợp Nguyễn mới nhắc Tuấn Vĩ đây nè, mới nhắc Tuấn Vĩ hình như là 300 đô thì phải.
À, đúng rồi, anh Hợp Nguyễn. À, xin lỗi ha, của anh Hợp Nguyễn thì đúng vị. À, đúng rồi, của xin lỗi của anh Hợp Nguyễn là 6.773.000, có viết ra đây rồi, viết bằng tiếng Việt. Ừ. Rồi của chú của chị Đạt Lý 4 triệu thì là tổng cộng là 30 khoảng 32 triệu quý vị. À, hoặc là 32 triệu hơn đó. À, đúng rồi, tính của anh Hợp Nguyễn này nữa là khoảng chừng 30 37 triệu. Ôi giời, mừng hết lớn luôn quý vị, mừng hết biết không. Nên là quý vị đã nhận được số tiền là khoảng 37 triệu như quý vị nha. Mừng cho gia đình. Bên cạnh đó thì của anh chị ở Canada 500 đô ca thì quý vị từ hôm đó giờ quý vị chưa nhận được, thì nếu mà có nhận được thì cũng khoảng chừng 37 triệu. Thưa quý vị. Đúng rồi, khoảng chừng 37 triệu. À, thưa quý vị, vậy giờ đây thì Tung Vĩ xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi để Tung Vĩ úp video clip này lên luôn. À, thưa quý vị, cái số tiền trên thì Tung Vĩ mới ước chừng thôi nha, chưa có cụ thể. Bởi vì ở cái chỗ là thứ nhất là cái số tiền 500 Canada đó thì Tuấn Vĩ hôm bữa ước lượng vào đây, nhưng mà nó thật trên thực tế thì Tuấn Vĩ chưa có nhận được. Bên cạnh đó thì hồi nãy lại hụt của anh Hợp Nguyễn, cho nên là cũng bù vào đó thì tổng số tiền thì cũng khoảng chừng 32 33 triệu gì đó nha quý vị nha, đang ước chừng thôi. Vậy là cũng mừng rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta đã quan tâm và theo dõi để Tuấn Vĩ cập nhật cái video này lên luôn. Nếu cô chú anh chị chúng ta mà quan tâm thì chúng ta nhớ nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới của Tuấn Vĩ, cũng như là chúng ta hãy chia sẻ cái video này để cho cái sự lan tỏa nó rộng rãi hơn, để cho vợ chồng của em này sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nha quý vị nha. Tuấn Vĩ thật sự là cũng rất là thương cho gia cảnh của em, bởi vì trước đây gia đình Tuấn Vĩ cũng nghèo lắm, không khác gì như vậy luôn. Thương ba nó Tuấn Vĩ lắm, nhìn cái hình ảnh của Lập đó Tuấn Vĩ nhớ đến cái người cha của mình vô cùng khó khăn đến mức như vậy đó, nuôi 7 người con, trong lúc đó là nai cái thân ra làm, cuối cùng làm nhiều quá rồi bệnh sinh bệnh ra rồi ba mất sớm đó thưa quý vị. Cho nên là nhìn cái hình ảnh này Tuấn Vĩ nhớ đến hình ảnh của gia đình của Tuấn Vĩ ngày xưa, thương lắm. Lỡ mà có bệnh hệ gì mà đau bệnh này kia rồi ai nuôi mấy cái đứa con đó. Nên là thôi, nay thì cái xã hội bây giờ thì chúng ta tương trợ lẫn nhau, nên là giúp đỡ được em nó thì cũng tốt. Một lần nữa Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chúng ta trong video sau. Nhớ nhấn vào nút đăng ký như quý vị nha, đăng ký dùm Tuấn Vĩ. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.